Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, tiếp tục đi sâu làm rõ về những bất cập trong hệ thống pháp luật đang cản trở sự phát triển của lĩnh vực bất động sản mà chúng tôi đã phát sóng trong chương trình tuần trước. Hôm nay chúng tôi sẽ phân tích yếu tố bất cập trong cách tính tiền sử dụng đất đang được áp dụng hiện nay đang cản trở sự phát triển của ngành bất động sản như thế nào. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, luật đất đai năm 2013 đã đi vào cuộc sống được 3 năm nay, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế, ngành bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, những quy định bất cập trong các điều như 107, 113, 114 luật đất đai và hàng loạt các nghị định, thông tư liên quan giữa các bộ, ngành về vấn đề tiền sử dụng đất khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó. Theo các chuyên gia, tiền sử dụng đất quy định trong luật đất đai đang là một ẩn số bởi họ không thể biết được số tiền phải đóng là bao nhiêu. Ghi nhận sau của phóng viên VITV. Đây là dự án của một doanh nghiệp bất động sản ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Theo chủ doanh nghiệp, việc chưa thể biết được số tiền sử dụng đất phải đóng đang là thách thức cho dự án vì vẫn đang còn phải thực hiện hàng loạt các thủ tục nên doanh nghiệp từ chối trả lời phỏng vấn. Không riêng gì doanh nghiệp này, một số doanh nghiệp bất động sản đang thực hiện chủ trương đầu tư đều kêu khó. Cho nên rất nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh không khó. Và từ những cái không khó đó đưa đến họ làm sai luật. Thí dụ như là chưa đóng tiền sử dụng đất. Theo chuyên gia, chính các điều 107, 113, 114 luật đất đai đang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc duyệt giá để đóng tiền sử dụng đất. Trong quá trình tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực bất động sản thì cũng có các cái vấn đề phát sinh từ cái giá đất. Giống như là hỏi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hỏi Sở Tài chính, hỏi Sở Tài nguyên Môi trường về cái việc mà chấp thuận giá đất hay là cái giá đàm phán nó nằm trong cái biên độ nào, hoặc là hướng dẫn cho chúng tôi về điều luật như thế này, chúng tôi làm như thế kia, thì hiện nay là không có cơ sở để trả lời. Nó rất là khó khăn ở chỗ đó. Và từ việc đó nó dẫn đến là gì? Nó cái tiến độ thực hiện dự án rất là dài. Cái việc mà thu tiền sử dụng đất thì được quy định trong luật đất đai và có những cái căn cứ cụ thể. Và ngoài ra thì hiện nay chính phủ cũng đã có những cái nghị định hay là và Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có thông tư hướng dẫn cụ thể về việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp mà doanh nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên là cái việc mà tính toán cụ thể trong cái quá trình thực thi ấy, thì thường mất thời gian và phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan nhà nước, chẳng hạn như là cơ sở tài chính vân vân. Thì chính vì vậy nó sẽ tạo ra những cái khó khăn nhất định trong quá trình mà doanh nghiệp tiếp cận và được cấp giấy nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Còn khoảng 3 điều 114 luật đất đai quy định hội đồng thẩm định giá. Thực tế, thành phố Hồ Chí Minh đang tồn tại việc hai cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác định giá đất và thẩm định giá đất là Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm xác định giá đất cụ thể, bao gồm cả thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, Sở Tài chính là thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất. Hoạt động của hai cơ quan này không khớp nhau, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, dẫn đến các dự án bất động sản chậm hoàn thành thủ tục đầu tư để triển khai dự án. Hiện nay cái cơ chế để thu tiền sử dụng đất của doanh nghiệp mà cuối cùng người tiêu dùng khi mua nhà là người phải gánh chịu cái chi phí này, nó hiện nay là một gánh nặng của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Và nó không minh bạch, cũng như là phải nói nó tạo ra cái cơ chế xin cho. Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 2 điều 107 luật đất đai đang gây khó khăn cho doanh nghiệp bởi các nghị định thông tư của chính phủ đang quy định tỷ lệ phần trăm đóng tiền sử dụng đất không hợp lý. Do mức nộp tiền sử dụng đất cao hơn trước, nên có thể nhiều hộ gia đình cá nhân không có đủ khả năng tài chính để hợp pháp hóa nhà ở, từ đó có thể dẫn đến các giao dịch bằng giấy tay, phát sinh thị trường ngầm, làm giảm tính minh bạch của thị trường bất động sản. Những quy định của pháp luật thì tất nhiên là có những tác động nhất định đối với người dân hay kể cả là cộng đồng xã hội nói chung trong cái giao dịch có liên quan đến những quy định pháp luật đó. Thì cụ thể thì đối với những cái quy định này thì nó làm cho cái việc mà giao dịch nó cũng sẽ quan tâm đến quy định của pháp luật, và nếu mà người dân không hiểu rõ thì cái việc giao dịch nó cũng sẽ khó khăn. Khi hạch toán lợi nhuận, thường những chi phí này cũng được tính vào giá nhà, vì thế người dân mới là đối tượng chịu thiệt cuối cùng. Ngoài ra, theo một số doanh nghiệp bất động sản, việc quy định tiền sử dụng đất đóng một lần cũng gây khó cho các chủ đầu tư. Từ quy định của luật đất đai, Bộ Tài chính có thông tư quy định tính tiền sử dụng đất, trong đó bao gồm các thông số, bảng giá nhà đất, hệ số sử dụng đất, khung giá đất. Những chi tiết để định tiền sử dụng đất không thể do doanh nghiệp tự tính mà phải phụ thuộc vào cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, một quy trình rắc rối để đóng được tiền sử dụng đất cũng không hề là điều đơn giản. Chính là những vướng mắc mà bất cứ doanh nghiệp bất động sản nào cũng phải trải qua. Theo các chuyên gia, để tính được số tiền sử dụng đất mà một chủ đầu tư phải đóng không hề là điều đơn giản. Thông tư 76/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014 quy định chi tiết nhiều loại đất với nhiều trường hợp phải đóng. Vì thế, bất cứ một doanh nghiệp bất động sản nào cũng khó tính toán được số tiền sử dụng đất sẽ phải đóng cho nhà nước. Thì cái cơ sở hiện nay, cái công thức để tính cái tiền sử dụng đất là nó dựa trên cái giá đất nhân với cái diện tích. Sau đó trừ đi cái tiền đất được miễn giảm và trừ đi cái tiền được hỗ trợ đền bù thì nó sẽ ra cái tiền đất phải đóng. Theo quy định, bảng giá đất được các tỉnh, thành phố điều chỉnh 5 năm một lần. Từ bảng giá đất này, chính quyền sẽ ra thông báo hệ số sử dụng đất để tính giá đất. Tuy nhiên bất cập ở đây, theo các chuyên gia thuộc cả hai yếu tố này, bảng giá đất 5 năm mới điều chỉnh một lần, trong khi giá cả thị trường biến động theo tháng, quý, năm. Tất cả các quy định hiện nay đều phụ thuộc vào cái quyết định của nhà nước. Tức là cái công thức đó nó cũng phải phụ thuộc vào. Tức là bây giờ tôi được miễn giảm bao nhiêu? Chưa biết. Tôi được đền bù bao nhiêu? Chưa biết. Và giá đất thì giá đất ban hành nó đã cũ rồi. Cho nên là khi mà lập một cái hội đồng để định cái giá đó thì nó thuộc về cơ chế xin cho nhiều hơn. Cái bảng giá đất ấy, thì nó không có sát với thực tế và cuối cùng là nó cũng không đúng với cái thị trường nó phải đi xuống rất nhiều so với cái thời điểm mà ban hành cái bảng giá đất. Cho nên là tôi cũng hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm là từ nay trở đi nên là theo cái hướng là nếu mà có một cái khu đất nào đó nhà nước muốn bán hoặc là muốn xây dựng dự án thì nên là cho các doanh nghiệp là đấu giá công khai. Còn với khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể quy định tại các điều 113, 114 cũng gặp những bất cập. Cụ thể, khung giá đất do chính phủ ban hành áp dụng cho tất cả 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nên không sát với thực tế từng địa phương, nhất là các đô thị đặc biệt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh công nghiệp hóa cao, làm hạn chế tính chủ động và khả năng điều chỉnh của các địa phương này. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù chính quyền thành phố đã ban hành bảng giá đất tăng bình quân khoảng 1,9 lần, nhưng giá cao nhất cũng chỉ có giá trị bằng khoảng 30% giá thực tế trên thị trường. Có một cái điểm bất cập như thế này, tức là có một cái địa phương nó giáp ranh với Hà Nội. Theo giá thị trường thì giá đất của nó cũng gần tương đương với giá đất của Hà Nội. Tuy nhiên cái giá nhà nước quy định đối với địa phương đó thì nó rất là thấp. Thấp mấy chục lần so với giá đất của Hà Nội. Cho nên khi mà nhà nước thu hồi thì nhà nước đền bù theo cái barem giá đất của nhà nước. Nhưng mà nếu như cái dự án đó mà có một doanh nghiệp cũng cần cái đó, người ta lại thỏa thuận với người dân, người ta bồi thường với cái giá theo giá thị trường, thì nó có sự chênh lệch như vậy, dẫn đến cái việc giải phóng bồi thường, giải tỏa mặt bằng rất là khó khăn trong cái việc đàm phán về giá. Không những bị trói bởi các điều luật mơ hồ về tiền sử dụng đất, doanh nghiệp còn vướng vào cơ chế đóng tiền sử dụng đất phức tạp. Đây là quy trình một doanh nghiệp bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh phải trải qua. Có thể thấy từ khâu doanh nghiệp tính tiền sử dụng đất đến lúc cơ quan thuế thông báo đóng tiền sử dụng đất là một hành trình quá dài với rất nhiều thủ tục rào cản pháp lý. Bước 1, doanh nghiệp đến Sở Tài nguyên Môi trường để nơi này xác định đơn vị tư vấn giá đất. Bước 2, đơn vị tư vấn lập phương án xác định giá đất, cấp chứng chỉ. Bước 3, Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra lại phương án của đơn vị tư vấn. Bước 4, hồ sơ được đưa ra Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Bước 5, nếu hồ sơ được thông qua thì Sở Tài chính có trách nhiệm tính số tiền giải phóng mặt bằng. Sở Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định giao đất, số tiền sử dụng đất. Nếu hồ sơ không được thông qua, hội đồng sẽ trả lại doanh nghiệp. Bước 6, Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định để Sở Tài nguyên Môi trường trả hồ sơ cho doanh nghiệp, đồng thời cơ quan thuế xác định số tiền doanh nghiệp phải nộp. Trong 6 bước này, điều đáng quan ngại nhất chính là đơn vị tư vấn mà Sở Tài nguyên Môi trường xác định, bởi ở đây hoàn toàn không có một đơn vị tư vấn độc lập. Với quy trình này, cơ chế xin cho rất dễ được sử dụng thay vì chủ trương phân cấp phân quyền. Cho nên Hiệp hội và lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần kiến nghị để thay đổi cái cơ chế này mà cho đến nay vẫn chưa thay đổi được. Ngoài những điều chưa thực tế trên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh còn cho rằng quy trình này chưa có cơ chế để doanh nghiệp thể hiện ý kiến trong quy trình xác định giá đất, kể cả việc xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.
Để giải quyết vấn đề không lường trước số tiền sử dụng đất phải đóng của doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị với các ngành, các cấp sửa đổi một số điều khoản trong luật đất đai. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có phản hồi từ những nơi có trách nhiệm. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng chính sách bất động sản cần linh hoạt hơn. Cụ thể, việc đóng tiền sử dụng đất để có thể doanh nghiệp nợ động nhiều lần với lãi suất ưu đãi thay vì thu một lần như hiện nay. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều kiến nghị liên quan vấn đề đóng tiền sử dụng đất. Theo Hiệp hội, để thị trường bất động sản vận hành thực sự theo cơ chế thị trường, thì về dài hạn phải thay đổi quan điểm về tiền sử dụng đất, cần coi đây là một sắc thuế. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn bộ về việc thực hiện quy trình xác định tiền sử dụng đất dự án mà doanh nghiệp phải nộp, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự thay đổi trong thực tế. Theo mong mỏi của các nhà đầu tư đó, cũng như là trong cái cộng đồng về bất động sản đó, thì người ta có cái xu hướng là đồng ý theo cái đề xuất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là nên đưa nó vào một cái sắc thuế về tiền sử dụng đất. Còn đối với đạo luật sắc thuế thì nó có quy định cụ thể hơn và thông thường nó sẽ đánh vào thuế suất và nó sẽ có thể tạo cái điều kiện nó cái việc áp dụng nó sẽ rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn và có thể là người dân sẽ dễ dàng áp dụng và tuân thủ pháp luật, cũng như là cơ quan nhà nước cũng sẽ có dễ dàng hơn trong cái việc mà tính toán và thu tiền sử dụng đất của người dân. Thì tôi mong rằng là trong tương lai á, thì cái quy định mà nộp tiền sử dụng đất á, có thể là khi mà xác định giá thì có thể thông qua đấu giá hoặc là thông qua cơ quan xác định giá tùy theo vào cái nhu cầu của từng dự án. Nhưng mà cái điều khoản thanh toán á, thì nên cho doanh nghiệp người ta nợ. Tại thật ra nhà nước cũng chả mất gì, tại vì có thể là cho nợ, có thể cho chậm trả, có thể bắt người ta đóng lãi suất hay cái gì đó tùy, nhưng mà người ta không có tiền để nộp ngay một lúc thì cũng nên tạo điều kiện cho người ta. Chúng ta phải đi từ những việc nhỏ sang những cái việc lớn, tức nghĩa là có cái sự là quản lý, giám sát từ những cái cơ quan như tôi nói ví dụ đối với bên bất động sản là Sở Xây dựng với Sở Tài nguyên Môi trường, hai cơ quan này phải cử ra một ban để quản lý tất cả các dự án. Nó kéo dài cái thời gian thì cái việc nhà đầu tư họ sẽ thấy đó là điều khó khăn. Và theo tôi nghĩ đây sẽ là một cái vấn đề lớn hơn, đó là kìm hãm cái sự phát triển chung của xã hội. Ngoài những hướng tháo gỡ trên, các chuyên gia cũng cho rằng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp phản biện, có ý kiến trong quá trình đóng tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, nhà nước cũng nên có cơ chế cho những đơn vị tư vấn độc lập từ khâu lập phương án giá đất để tránh cơ chế xin cho, hướng đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản. Luật đất đai năm 2013 có 14 chương, 212 điều. Với những bất cập được nêu ra trong chuyên đề xây dựng và bất động sản, hy vọng phần nào sẽ góp tiếng nói để thị trường bất động sản phát triển bền vững và lành mạnh. Và cũng để tiếp nối mạch những bất cập trong luật cản trở thị trường bất động sản trong chuyên đề tuần sau, chúng tôi sẽ trở lại với phần đề cập khó khăn doanh nghiệp mắc phải trong luật xây dựng năm 2014. Mời quý vị theo dõi. Chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này xin được dừng tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.